开始了，开始了，开始了。都给他打掉吧。不能打一，那像这个的话，你打调到280，打哪个？Như vậy nó đang nhỏ nó thì có thể đấy nuôi cao lên. À, thì chỉ cần quá tiếng nó nhỏ thì có thể nuôi cao lên. À, nuôi cao lên cho nó cái tiếng nó to nhất là làm được hiệu quả tốt nhất. À, tiếng càng to thì càng hiệu quả. Đấy, cái này chỉ cũng phải theo khách. Nếu năng lượng bên em cắn được 2000 rồi. 听到那种爆破声的时候就是最好。Bè tiếng nó mình to hơn. Đấy, chỉ cứ làm thử theo cái. Chúng ta có phòng hộ mắt, phải đeo phòng hộ mắt. Cái này phải đánh. Chúng ta có cái mắt, thầy cũng phải đeo mắt, bao khách cũng phải đeo mắt. Bên em có thêm cái kính, lúc chị làm phải đeo kính, khách làm. Nếu khách làm thì phải đeo kính.Cái năng lượng thì có thể nâng cao lên đến 458 rồi. Cái năng lượng đem cắn là 2000 luôn. Chuyên to 2000. Cái này năng lượng thấp mà. Thì theo cái này này. Đây, 2000. Cái này tả đeo hay không? 2000 một phát là nâng cao mấy triệu. Đây, 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 đây. À, ná hồi sức. Nhi sư à? Chứ không?帮你打掉是吧？那带杆，请你那个带杆和杆了。带杆不改了吗？空空的，安杆。嗯。帮他挡住。这个来帮他。他的能量太低了。加多少？低的能，低的能量高。加多少？不是，我不是说他的。Chị làm thì phải đeo kính, về khách làm thì phải đeo kính. Thôi được rồi, cho người ta khai rồi. Bắn phải theo cái năng lượng. Cái năng lượng của nó như chị ấy là thấp quá. Nên bắn mà nó hơi ra trắng trắng này, nó hơi ra trắng trắng thì nó hơi chảy máu là hiệu quả tốt nhất.就 OVT 的时候会的这个面部激光失明的时候戴。想拍到哪点没掉冰的？这是操作者，这是红色的操作激光的时候老师戴的眼镜。没来的没掉啊。哪边呢？蓝色的是 OVT 的。嗯。这冰的呀，冰要被冰啊。kính đỏ là kính laser, kính đen xanh này là kính về OVT. 蓝色的是 OVT 操作者。嗯。操作老师戴的。老师戴。那些配件要收好，不要丢了。还有别的吗？没有了，差不多。白工也高，生活不够了，留在那边。拉水线。那就点结束了，来。这个还有这个，黑脸娃娃。黑脸娃娃就换成探头，涂上碳粉，碳粉干了操作。这波长的，这也频率的。频率的话自己控制嘛，那一般都快一点了。一般就行。调到最高也可以。嗯，那给北边搬。搬也行。搬个呀。七到十。哎，对对，哎，没，哎，那。quá một vòng nhanh rồi, cái tia tia nó bắn rất nhanh rồi. Và năng lượng này, như sáng nhau khoai điện sao được năng lượng này á, thì cái này với em cũng bây giờ không báo sẵn luôn, chỉ là bao nhiêu bao nhiêu. Cái khoai điện hoa một bán từ 500 đến 1000 là mấy năng lượng về thao tính là 500 đến 1000 chị ạ, 500 đến 1000. Cái này thì để bao nhiêu? 7-10 năng lượng 500 đến 1000. Năng lượng là gì đấy ạ? Vâng vâng.
500 đến 1.000. Ủa điện ok chú bán em bà. Ok. Mấy cái này dễ thôi mà.